Chia sẻ về giá trị của tấm bằng tốt nghiệp trong bối cảnh hiện tại, đặc biệt là trong thời gian này, khi mà thị trường lao động đang thay đổi khá là nhanh và có nhiều ảnh hưởng từ rất là nhiều yếu tố bên ngoài tác động vào, ví dụ như là đại dịch hay là những cái biến động kinh tế, thì các bạn tân cử nhân sẽ có thể có ít lựa chọn hơn so với những năm về trước. Mình cảm thấy là khá là nhiều bạn ngành business hay nghe rằng là cái kỹ năng sẽ quan trọng hơn bằng cấp, miễn là bạn làm được việc là được. Thì có thể nghe nhiều nhất là đối với ngành sales, thì với góc nhìn cá nhân của mình, điều này có thể đúng. Thì để có một lựa chọn an toàn, ổn định và chắc chắn, việc mình có một cái tấm bằng cử nhân trong tay, ngoài cái hình thức nó là một tấm bằng, thì nó đã thể hiện được cái quá trình tôi luyện bản thân của bạn. Mình học hỏi kiến thức và mình phát triển sau 3-4 năm, thì mình nghĩ nó sẽ là một cái nền tảng để nâng mức độ hiệu quả công việc hơn. Và mình cũng sẽ có một cái nhìn góc nhìn thực tế, những cái vị trí công việc mà các MNC hay là các tập đoàn công ty lớn, hay thậm chí là FPT Education, nơi mà mình đang công tác, thì ít nhất thì bạn vẫn cần bằng cấp để bạn có thể đi làm full time. Thực ra thì đối với bản thân mình thì quản trị kinh doanh hay là tài chính hay là tất cả những cái bộ môn nào đi chăng nữa mà các bạn sắp học thì tốt nhất là các bạn hãy tìm hiểu cho thật kỹ. Tìm hiểu thật kỹ và sau đó chúng ta phải có cái trải nghiệm với cái bộ môn đấy hay là cái môi trường học tập đấy. Thì khi đó chúng ta mới đưa ra được cái lựa chọn thực sự xứng đáng. Đối với bản thân Sơn là cái việc mà chúng ta chọn sai trường, chọn sai ngành nó rất là mất thời gian. Có thể là các bạn sẽ có quyền lựa chọn lại. Tuy nhiên nếu như mà ngay từ ban đầu chúng ta biết chúng ta làm gì, chúng ta biết cái mục tiêu chúng ta muốn học để làm cái gì và học cái trường nào, nếu lựa chọn chính xác thì chắc chắn các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều cái thời gian, công sức cũng như là cái sự hào hứng của bản thân mình khi mà bước ra khỏi trường cấp 3. Các bạn chọn được một cái trường mà các bạn thực sự yêu thích thì đó là một cái việc mà Sơn rất là mong tất cả các bạn hãy lựa chọn cho mình một cái môi trường, một cái chân ái của cuộc đời mình để bắt đầu cái con đường học tập tại đại học. Nếu các bạn đang còn ở trong cái giảng đường của đại học hay là giảng đường của trung học phổ thông thì hãy luôn tìm kiếm cho mình cái động lực. Tại vì ban đầu chúng ta cứ nghĩ rằng là thái độ nó sẽ quan trọng hơn kỹ năng. Tuy nhiên thái độ nó sẽ không lâu bền mà quan trọng là động lực. Khi chúng ta có động lực rồi, chúng ta sẽ có niềm yêu thích. Và khi có động lực rồi, chúng ta sẽ tạo ra những cái giá trị. Từ những cái giá trị đó, chúng ta sẽ tạo ra những cái nghề nghiệp mới mà chúng ta không nghĩ rằng chúng ta có thể làm được. Thì hãy tìm kiếm cho mình động lực. Trường có thể dạy kiến thức, kỹ năng, nhưng con đường sự nghiệp và cơ hội là do chính bạn tạo ra. Với mình, cái yếu tố tiên quyết đầu tiên, bạn sẽ cần phải có đam mê với kinh doanh. Vì khi mà bạn đam mê thì bạn mới có thể học nổi được. Cùng với những cái trải nghiệm thực tế thì bạn mới biết được bạn phù hợp với bộ phận hay là chuyên ngành hẹp hay là công việc cụ thể nào sau này. Bởi vì giống như mình thì khi mà mình chọn học tại trường đại học, mình chọn một trường có yếu tố thực hành khá là nhiều. Và thay vào việc mà mình focus 100% vào học thuật thì từ năm nhất mình đã làm thêm khá là nhiều mảng. Sau đó thì sẽ trải nghiệm làm việc với cấp độ quản lý cho đến quản trị dự án. Và hiện tại thì mình đã tìm ra được một số mảng khá là thú vị và phù hợp với mình, phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi. Thứ nhất là về mặt bằng cấp, về mặt chuyên môn thì chắc chắn là các bạn phải theo học ha, theo học những cái chứng chỉ có uy tín. Ví dụ như bên chị thì ngành FP&A của chị chẳng hạn thì sẽ học cái chứng chỉ là CMA, viết tắt của chữ Certified Management Accounting. Rồi các bạn phải có những cái chuẩn bị cho mình một cái ngôn ngữ, thì các bạn biết rồi, ngày nay là không biết tiếng Anh là mù chữ, và thậm chí là các bạn cần phải biết thêm một ngoại ngữ nữa, một ngoại ngữ thứ hai nữa thì là càng tốt. Cộng với cái chuyện là các bạn làm việc chủ động, các bạn biết phối hợp với teamwork, các bạn có những cái soft skill như là đó, chị nói như là teamwork nè, rồi cách present vấn đề, cái cách trình bày vấn đề, những cái soft skill kiểu như vậy, giao tiếp làm sao cho hiệu quả, thì chị nghĩ là các bạn sinh viên sẽ sớm thành công thôi.